Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến một hình cờ ngắn thôi, nhưng mà chúng ta sẽ chứng kiến được nghệ thuật điều khiển quân và ép quân khá hay trong tàn cuộc. Như thấy trên hình cờ thì bên đỏ còn pháo chốt và chốt thì đang đè mã, mã vẫn còn được bay lên, đó là bên lùa 4. Nếu mà chúng ta suy nghĩ là bên chốt qua ngăn cản thì tất nhiên mã sẽ bên lùa 1 và mã cũng thoát ra. Và như ta thấy nếu mã thoát ra được thì bên đỏ còn pháo chốt, rất là khó để chiến thắng tàn cuộc này. Do vậy bước đi mà bình chốc ra là không có được. Do vậy ta thấy bên đỏ muốn chiến thắng được hình cờ này thì phải có cách suy nghĩ và tính toán như thế nào để có thể bắt chết con mã này. Chứ nếu như mà dùng mã chốc ăn thẳng xuống mã thì một chốc đáy và pháo thì không thể mà chiến thắng được. Thì bước đi đầu tiên chính xác của bên đỏ đó là pháo 3 bình lộ 5. Như ta thấy nếu mà mã bay lên thì tất nhiên chốc sẽ ém chặt, thì bên đây tất nhiên sẽ bị bại cuộc. Do vậy ta thấy là sau khi mà nước bình lộ 5 rất là hay của bên đỏ thì đang chuyển hồn cách là thấu tướng 1. Lúc này bên đỏ lại chơi pháo 5 bắn 1. Việc này nhằm mục đích là bắt tướng đang vội trầu lên không thể mà thối 1 được nữa, tại vì nếu thối 1 thì pháo sẽ ăn hòa. Do vậy đang lại tiếp tục dùng tướng tấn 1. Thì lúc này pháo lại bình qua lộ 7, không cho mã có thể bay lên trên lộ 4. Tướng bắt buộc lại phải thối 1. Pháo đỏ lại tiếp tục thối về 3 nước. Đến đây thì thấy bên đen sẽ có hai cách di chuyển. Cách thứ nhất đó là tướng tấn 1 và cách thứ hai là tướng thối 1. Giả sử như trường hợp thứ nhất đó là tướng tấn 1. Thì đến đây bên đỏ lại pháo 7 bình lộ 6. Như ta thấy nếu mà mã bay lên thì tất nhiên sẽ bị pháo ăn xuống, cho dù tướng có ăn thì pháo đi nữa. Thì đối với một chốt ở đường 2 như thế này, tất nhiên là bên đang sẽ bị bại cuộc. Còn trong trường hợp thứ hai đó là mã không bay lên và lúc này tướng thối 1, thì lúc này đơn giản là pháo chỉ bình qua và bắt chết mã. Do vậy trong trường hợp thứ nhất đó là tướng tấn 1 thì bên đang sẽ thua. Còn trường hợp thứ hai thì cũng tương tự, nếu mà tướng thối 1 thì pháo vẫn đơn giản bình qua lộ 6. Và giống như trường hợp lúc trước, như ta thấy là tướng chỉ còn cách là tấn 1, thì lúc này pháo lại bình qua và bắt chết mã. Như thấy tàn cuộc này hay ở chỗ là chỉ có một đơn pháo di chuyển và không chiến nước nào. Và một điểm hay nữa là lợi dụng mặt tướng để có thể ép bên đàn đi theo ý đồ của mình. Nếu hình cờ ban đầu mà chúng ta tham lam dùng chốt ăn mã thì tất nhiên hình cờ sẽ đưa về hình cờ hòa. Clip của mình cũng xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.